Xin chào các bạn. Lâu lắm chúng ta mới làm kênh vlog thực ra tại vì chẳng có ai edit mà lười. Hôm nay thì để khởi động lại thì mình đang có đây cùng với Vân một cái video phỏng vấn. Mình sẽ phỏng vấn tất cả những anh chị em ở trong Vân Studio để các bạn có thể hiểu hơn về mọi người. Ok Vân, em giới thiệu một chút về bản thân. Em là Vân. Sinh năm bao nhiêu? Em sinh năm 98 ạ. Có nghiêu chưa? Em... Rồi em... chưa có người yêu. Thế hiện tại em đang nhà ở đâu nhỉ? Đang Hồ Tây nhé các bạn. Nhà mặt phố Hồ Tây luôn, nhìn thẳng ra hồ. Em ngày xưa học trường gì? Cấp 3 ạ. Hay là đại học? Tất cả các trường đấy, cấp 1 học đâu? Cấp 1 em học tiểu học Chu Văn An. Cấp 2? Cấp 2 em học Chu Văn An. Không, Nguyễn Tất Thành. Ừ. Cấp 3, Nguyễn Tất Thành. Đại học? Đại học, học báo chí. Sân khấu điện ảnh. Tại vì anh thấy em diễn mà. Rồi, hiện tại thì Vân đã, nếu các bạn chưa biết thì Vân đã có bằng lái xe ô tô. Để cho hỏi là em đang đi bằng ô tô gì nhỉ? Em có đi ô tô đâu, em đi xe máy mà. Tổng tát cho, hôm trước Vân lên công ty nhá, đi ô tô. Xong rồi lúc lấy xe ra còn quẹt xe người khác nha các bạn. Và ở đầu ngõ nhà Vân có một cách nhận diện ra đấy là gần nhà Vân, đó là có một cái cột điện. Vân đã quẹt phải đấy 3 lần liền và cái cột điện nó lõm hẳn vào một bên. Điều ấy, hai cái cột điện. Hai cái cột điện. Jesus Christ. Rồi. Em còn nói nhiều mức mà cái ở đầu ngõ có một chú bán bún ấy. Xong rồi có lần em quẹt vào xong chú bảo lại nữa à. Tội nghiệp cái cây cột điện. Rồi bây giờ hỏi tiếp. Đó là em có bằng lái xe là bao lâu rồi? Từ 2018. Thế là cũng mới thôi mà. Từ em lúc năm 3, đại học năm 3. Ừ, thế là cũng mới. Và ngoài ra anh còn biết là mọi người chia sẻ là mỗi khi em lái xe em phải có một cái đệm kê ở dưới mông em mới lái được không? Tại sao như thế? Ở dưới mông với cả một cái gối ở chỗ gái này để kiểu giữ thẳng. Vì chân. Không, tại vì mỏi. Chứ nếu như không có em vẫn nhìn được. Ừ, nhưng mà cái vấn đề các bạn có biết không, nhiều lúc là Vân đi xe là phải có người ghế phụ ngồi cạnh, nhưng mà người ta không bao giờ ngồi mà người ta sẽ bò. Tại vì sao? Để mà hai tay người đấy sẽ để vào phanh và ga. Kiểu khi nào cần đạp ga thì người ta sẽ ấn. Khi nào phanh thì Vân bảo đạp đi thì đã đạp phanh đúng không? Thế tốt quá gì? Quá sướng. Rồi. Bây giờ anh cũng được nghe thông tin đó là kiểu Vân sắp sau này dự định là muốn đi du học à? Em đi sang lấy chồng Tây thôi chứ học hành gì. Như vậy là như chủ đề video đó mình bảo rằng là Vân chuẩn bị nghỉ vật vờ studio là hoàn toàn có thật. Anh em hãy cho mọi người biết là em định đi đâu và tại sao lại muốn đi lấy chồng Tây. Có phải vì em thích ăn khoai tây không? Em thích ăn khoai tây thật nhưng mà mà không phải trước khoai tây đó. Rồi ok. Thế em nói đi, em sẽ đi đâu và tại sao? Em cũng chưa biết nữa. Nói chung là kế hoạch còn đang khá mập mờ, em không chắc về điểm đến sau này của em. Thì em mới kể ra ba điểm đến này thì các bạn không thể biết được đi. Một trong điểm đấy là thật, còn hai điểm lại còn fake đi các bạn đón. Ừ. Thôi, lộ mất. Mình biết rồi nên mà mình xin phép nói, đầu tiên là Mỹ, thứ hai là Canada và thứ ba? Thứ ba là châu Phi. Rồi. Thích ăn khoai tây mà còn ăn khoai tây đen nữa thì thôi gọi là người ta sẽ để lại em như một khoảng trống mà không bao giờ em quay về Việt Nam rồi. Khoai tây lại còn khoai tây châu Phi nữa thì để lại khoảng trống bố thế nào mà lấp được. Tinh than tre. À? Khoai tây tinh than tre. Rồi, sở thích của em là gì Vân nhỉ? Em thích có nhiều tiền. Sở thích của em là cầm tiền. Cầm tiền, còn gì nữa không? Có thích đi shopping, đi xem phim, đi chơi bạn bè không? Thì cái đấy phải có tiền thì mới làm được. Và ngoài ra thì anh thấy là Vân có cái Instagram rất là đáng yêu. Thế thì Vân đã dùng Instagram bao lâu rồi và Vân thích dùng Instagram hay Facebook hơn? Tất nhiên là thích dùng Instagram rồi, vì em còn không dùng Facebook. Tại vì Vân dùng Instagram ấy để thả thính các anh ấy qua direct các mọi người. Thôi. Chứ sao? Không bao giờ thả thính. Nói chung là em cảm thấy... Nói sao câu đấy ngầm ngừng đấy. Facebook hơi kiểu nhiều thông tin loãng ấy. Ừ. Nó không có ích cho em ấy, nên em dùng Instagram thì chỉ có bạn bè trên đấy thôi. Còn Facebook nó cứ kiểu có mấy cái linh tinh tinh nó hiện lên ấy. Ok. Em đã xóa Facebook ra khỏi máy rồi. Em chỉ dùng Instagram. Wow. Thế thì hiện tại nếu mà để lựa chọn nhắn tin mọi người thì em... Để liên lạc mọi người thì kiểu em sẽ dùng app nào nhiều nhất? Telegram. IMS. Telegram hả? Tại vì... Sao nhiều lúc công ty chắc bao giờ thì mới phải xuất hiện đâu. Nhưng mà nói chung là cái khoảng thời gian em nhắn tin nhiều nhất là ở trên công ty thôi. Còn bình thường thì em cũng ít khi nhắn tin với ai. Em đang gọi điện thoại đúng không? Tao FaceTime đúng không?
em bận rộn lắm, em kiểu làm gì mà bận? Em sống khép kín. Làm thì làm part time mà sống kia bận rộn lắm. Em còn làm gì khác nữa không? Sống khép kín. Khép không, kín đó. Không thích nói chuyện với mọi người. Tức nghĩa là em sẽ khép lại như thế này hả? Chứ em không có một lỗ hổng nào cả. Wow. Rồi ok. Thế thì gọi là cái mong ước sau này của em. Em có một cái tầm nhìn khoảng vài năm tới không? Kiểu là một số người người ta có xác định như kiểu là 2 năm nữa lấy chồng này, 3 năm nữa thì đi du lịch vòng quanh thế giới gì đấy. Em có một cái kế hoạch nào đấy chứ? Đấy, em phải đi du lịch. Chứ nói chung là em phải đi du lịch nếu có thể trước khi lấy chồng. Tại vì sao? Thằng chồng em bị què hả? Cảm giác là lấy chồng xong thì nó sẽ kiểu nhiều thứ khác hơn. Mất sự tự do đi đúng không? Tại vì em muốn đi mỗi nước em lại thử miếng khoai ở bên đấy xem cái nước khoai thanh nào không đúng không? Nên mà không muốn lấy chồng. Sao em nhìn anh cứ gây mẹ mắt em mà xem được chiếc video này thì sao? Mẹ em sẽ cho em tiền đi ăn khoai. Nhà Vân có mấy anh chị em? Ba. Mấy trai mấy nam? Có em với chị gái với cả một em trai nữa. Ồ, chị gái thì đã có gia đình và hiện... Đâu? Chưa. Sắp lấy chồng thôi, chưa có gia đình. Sắp lấy chồng và hiện tại đang định cư ở một nước xa xôi lắm các bạn. Nên Vân cũng muốn đi sang đấy. Nhưng mà chị gái Vân theo mình biết là cũng là lấy người Việt thôi đúng không? Ở nước ngoài. Người Việt. Đấy, chị thì cũng thích ăn khoai lang thôi nhưng em gái lại thích ăn khoai tây. Khoai tây cái gì tre nhỉ? Tinh chất tre đen đấy. Tinh than tre. Tinh than tre. Chịu luôn. Tinh than tre. Chứ thằng Việt ăn bánh mì than đen ấy, trông những cái chỗ. Người ấy cứ khoai tây thì chắc chạy thế. Nói tiếp đi, ngoài việc vòng quanh thế giới thì em có một kế hoạch kiểu khi nào lập gia đình hay là gì đấy không? Em không có. Em sẽ lập gia đình khi mà em tìm được người phù hợp. Ủa, mọi phụ nữ đều nói như vậy nha các bạn. Nào... Mọi phụ nữ đều nói như vậy trước khi họ có bầu ấy. Đấy, đấy là người phù hợp ấy. Thế thì nếu như sau này phải đi du học hay là lựa chọn đi du học thì em có định là đi mãi không? Hay là đi một thời gian rồi cũng quay về Việt Nam? Em thích đồ ăn Việt Nam mà. Thế sau này đi rồi em sẽ có tiếp tục quay về đây làm việc không hay là em sẽ đi đâu? Có, em ở đây đúng không? Vì nếu mà không nói câu này là không được nhận lương tháng này luôn. Rồi, như vậy đấy, chúng ta đã về cơ bản tìm hiểu một chút về Vân này, cô gái xinh xắn đáng yêu và vào studio. Các bạn muốn những câu hỏi gì tiếp theo hãy comment thì chúng ta sẽ làm những video phỏng vấn sau nhé. Và mình có một bí mật muốn tiết lộ mà nhiều bạn không biết về Vân đâu. Nhà Vân rất giàu, giàu cực kỳ luôn. Vân được xem là cái trạm gần như là to nhất cái văn phòng này. Hẹn lại các bạn các video sau. Then hey, survive, then hey, survive, then hey, survive, then hey, survive.